Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mình đã chính thức làm được muscle up rồi. Oh my gosh! Sau những động tác khởi động, bài bổ trợ đầu tiên mình tập sẽ là L-sit pull-up. Giữ tại người như vậy, kéo xà lên, mục đích là loại bỏ hết đà để mà tăng sức mạnh cơ tay khi mình kéo lên. Bài thứ hai, Deep on Bar. Bài thứ ba, Tay sau Extension. Thông cảm mình không nhớ rõ tên bài tập này. Bài thứ tư, treo người đá chân trên sàn. Đi vào động tác muscle up á, lúc đầu mình sẽ tập với dây trợ lực cho nó quen với cái cảm giác động tác trước. Mình sẽ mắc cái dây trên sàn, một chân bước lên dây và làm động tác. Một trong những cái sai sót của mình khi mà tập muscle up mà mình quay clip thì mình mới thấy được, đó là mình chỉ lên được có một bên thôi. Vậy là mình tham khảo các video hướng dẫn cộng thêm là động não nghĩ cách tự khắc phục, mình nhận ra muốn lên được có thể đứng lùi lại, đừng đứng song song với cái xà và ngã người về phía trước đúng nghĩa thôi, chứ đừng cố gắng mà đá chân thật là mạnh để mà lấy đà, nó không lên được. Điều quan trọng nhất vẫn là phải luyện tập. Không quên dành những cái lời cảm ơn chân thành đến các YouTuber mà mình đã xem video hướng dẫn của họ, nhất là Street Workout Làng Hoa. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.